báo chí hay gì cũng hay nói là liên quan đến việc mà nhận 400 triệu để dàn xếp đi số. Thì cái ngày mà vợ con với ba mẹ đi thăm mà đem xôi đem chè mà của thằng Hoa đó con thì rớt nước mắt. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến rất nhiều nỗi đau với những vụ án bán đồ. Vấn nạn này đã cướp đi của chúng ta rất nhiều cầu thủ xuất sắc, trong đó có Nguyễn Thành Long Giang. Từ một trung vệ đầy triển vọng để trở thành trụ cột ở hàng thủ đội tuyển quốc gia. Nhưng chỉ vì suy nghĩ thiếu chín chắn, Long Giang đã tự phá hỏng đi cả sự nghiệp. Nhiều khi mình nói ra thì mình sợ là người cứ nghĩ mình biện minh cái này cái kia. Nên xưa giờ mình không có chia sẻ với truyền thông chuyện này. Thì... cái sai của mình là không có đủ tỉnh táo để từ chối, như bây giờ là mấy em cứ rủ bỏ tiền đánh chơi vui thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng đánh về tài cái trận đấu đó thôi, không thiết là đội mình phải thua hay là gì hết á. Thì mình cũng nghĩ nó đơn giản, nó không phải là làm độ làm gì hết, mà nói chung mình vẫn nhận thức là như vậy là không đúng. Nhưng mà cũng cả nể cũng này kia, nên khi mà mình cũng không đủ tỉnh táo để từ chối gì nữa, nên mình có tham gia rồi sự việc nó vậy. Nhưng mà báo chí hay gì cũng hay nói là liên quan đến việc mà nhận 400 triệu để dàn xếp đi số, thì thật sự là mình và những cầu thủ lại không có liên quan đến điều đó. Mình bị phải tố tội đánh bạc, tức là bỏ tiền ra mình chơi thôi, còn cái chuyện mà mấy trăm triệu gì đó là nó lại một đường dây khác. Bản án cấm tham gia vĩnh viễn mọi hoạt động liên quan tới bóng đá khiến mọi giấc mơ chính thức đóng lại với Nguyễn Thành Long Giang khi anh mới 26 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ. Nhiều người cũng nói là tiếc cho Giang quá, nhưng mà đối với mình thì không có chữ nào mà chữ tiếc nó không đủ để nói lên tất cả, tại vì thật sự tiếc nuối nhiều lắm. Rồi cái thời điểm mà mình bị này, đang cái độ tuổi sung sướng nhất, đang cái độ tuổi mà mình có sức trẻ và có kinh nghiệm nữa, rồi những thế hệ đàn anh như anh Thành, Huy Hoàng, Quốc Tứ, anh Đức thì cũng lớn tuổi, mình cũng hay suy nghĩ là nếu mình chơi tốt biết đâu mình còn có thể phá đội tuyển và có thể trở thành một hậu vệ trụ cột của đội tuyển sau này. Ban đầu Long Giang được hưởng án treo, tuy nhiên sau khi xem xét lại vụ án, tòa án đã nâng mức xử phạt của anh lên thành án giam. Bị loại khỏi đời sống bóng đá, lại phải chịu thêm cảnh mất đi cuộc sống tự do. Đó là những ngày tận cùng nỗi đau của cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam. Thật sự mình không thể hình dung được cái cuộc sống mất tự do hay cuộc sống mình như thế nào á. Vì xưa giờ mình chỉ nghe là cái gì mà tù đội gia đình đó là những cái gì đó, nó kinh khủng. Thời điểm mà mình phải thi chấp hành án đó, là gần Tết, thì tâm lý mình ai cũng muốn ăn Tết sum họp gia đình á, thì đi nó buồn thê thảm lắm, mà đặc biệt là chỉ còn khoảng một tháng nữa tới thôi nôi của hai đứa con mình, buồn lắm, cũng nghĩ trong đầu là cũng muốn xin để cho được ở ngoài ăn thôi nôi con ăn Tết gia đình mới đi chấp nán, nhưng mà xin không được. Thì cái ngày mà ăn Tết ở trong đó thì cũng được xem cán bộ tạo điều kiện xem bắn pháo hoa, mình đứng trong đó nhìn ra cái bầu trời, cảm giác giống như kiểu không biết chừng nào mình được tự do, buồn lắm. Thì cái ngày mà vợ con với ba mẹ đi thăm mà đem xôi đem chè mà của thằng Hoa đứa con thì rớt nước mắt. Trước ngày sổ khám, Long Giang có công việc ổn định, điều hành cửa hàng đồ chơi, phụ kiện ô tô trên một con đường sầm uất ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng gia đình hạnh phúc với hai bé sinh đôi. Điều đó khiến sau khi anh phải vào trại giam, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai người phụ nữ này. Khi mà người chồng mình lãnh cái mức án đầu tiên là mình cảm thấy rất là buồn, rồi khó khăn trong công việc đủ thứ, vì cái việc kinh doanh của ảnh á, tạm thời nó giống như là mình cảm giác nó bị đình trệ lại, tại vì mình cũng có công việc riêng,
Thì khi mà cái công việc riêng như vậy thì không quán xuyến nổi, phải nhờ chị với gia đình trông coi phụ. Bên cạnh đó rồi hai đứa nhỏ nữa. Thì khi hai đứa nhỏ nó cũng gửi cho bà nội, nhưng mà khi nó lên á, lên Sài Gòn rồi đi khám hay đi vì gì cho nó thì không có có chồng đưa rước này nọ, thì phải nhờ nhiều, rất là nhiều người, cứ là hở tí là phải nhờ thôi, chứ không có thể là một mình quán xuyến hết. Khi mà ảnh đi như vậy á, thì hạnh phúc gia đình là thấy là có ảnh hưởng rồi đó, tại vì không có chồng bên cạnh. Cái niềm vui hay cái nỗi buồn thì mình không có ai chia sẻ được hết. Buồn thì chắc có buồn á, nhưng mà giận thì không giận, tại vì cái đó là sai lầm của tuổi trẻ, ảnh cũng không có muốn. Mình chỉ biết là động viên ủng hộ ảnh. May mắn cho Long Giang khi trong lúc gian khó nhất của cuộc đời, anh có một người vợ tuyệt vời, mạnh mẽ, trách nhiệm và vẫn thủy chung sắt son. Đó có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của một người đàn ông trong cuộc đời. Giờ đây mọi thứ đã dần trở lại bình yên, nhưng với cựu trú về người Tiền Giang, anh vẫn còn một nỗi niềm rất lớn, đó là bóng đá. Chừng nào chưa thể quay lại với niềm đam mê lớn nhất cuộc đời, chừng đó hạnh phúc vẫn chưa thật sự trọn vẹn với Nguyễn Thành Long Giang. Trong tập cuối cùng, hãy cùng nghe những tâm tư, nguyện vọng của Long Giang về mong ước trở lại với bóng đá Việt Nam của anh. Sớm nhất là chắc ai cũng biết mà. Chứ không phải người tử tế thì mới dạy được người tử tế.